Audio Jungle. Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi. Thì với clip này á, mình sẽ quay cho bà con xem về cái hiện tượng mà cây bơ búc á, hay là tất cả cây bơ khác của chúng ta á, thì nó có hiện tượng là vàng, rụng lá. Nói chung là cây nó vàng, hết lá luôn rụng, mà chúng ta không có để ý, không biết này nó bị bệnh gì hết. Thì ở clip này mình quay cho bà con xem và quan sát kiểm tra cây bơ tại vườn của chúng ta, nó vàng này á, là do nguyên nhân nào và tác nhân nào nó gây ra. Thì bà con cứ xem ở clip này, mình quay rất là chi tiết và cụ thể. Về thứ nhất á, là kiểm tra trên thân lá, và cái thứ hai đó là bộ rễ. Thì trong trường hợp này mình khẳng định với bà con á, như quan sát thế này á, thì bà con nghĩ nó là do nấm trên, nhưng thật chắc là không phải. Hiện tượng này là hiện tượng thối rễ ở gốc cây bơ mà chúng ta thối lâu rồi, chúng ta không biết. Đặc biệt á, nó thối vào ở đầu mùa mưa này và kéo dài đến cuối mùa mưa. Sau khi thời tiết nắng lên lại á, bắt đầu cây có hiện tượng là vàng rụng lá hết luôn, rụng hết dưới gốc luôn. Thì đây mình quay bà con xem á, thì cái hiện tượng mà gây ra cái vàng lá này á, là do nấm nó gây ra. Thứ nhất là bà con chúng ta là không có phòng cái hiện tượng mà bồn bơ chúng ta, nếu mùa mưa chúng ta để ngập nước nhiều á, cái hiện tượng nấm nó gây hiện tượng là thối rễ, thối luôn các mạch dẫn của rễ cọc, rễ cám ở trên cây bơ chúng ta. Thì mình quay xung quanh này để bà con xem, đánh giá được cây bơ chúng ta đang ra nụ rất là nhiều, nhưng mà nó bị chết này thì chúng ta sẽ mất trắng luôn. Thứ nhất là không thu hoạch được, cái thứ hai là mình khẳng định cây bơ mà vàng rụng lá như thế này thì nó sẽ chết luôn, nó không thể nào sống được nữa. Thì qua đây á, mình cũng nói bà con á, tí nữa mình sẽ đưa ra một số cái biện pháp mà để bà con chúng ta phòng cái bệnh héo rũ vàng lá, rụng lá này, để bà con chúng ta tránh tình trạng mà bị rơi trường hợp này. Vì cái bơ bà con chúng ta trồng lên khoảng 3 đến 4 năm á, hoặc 2 năm á, chúng ta mất một giai đoạn rất là nhiều, nhưng khi để nó vàng rụng này chúng ta rất là tiếc vì mất bao nhiêu thời gian trồng mà chúng ta chưa thu hoạch gì hết. Thà chúng ta thu hoạch được rồi, chúng ta cho cái cây nó bị vàng và héo úa, nó chết đi thì cũng đỡ đi, nhưng đây chúng ta không thu hoạch được. Nhưng qua đây mình đưa ra một số biện pháp để bà con phòng. Thì clip này mình sẽ đào hết bộ rễ cho bà con kiểm tra. Ở dưới này mình khẳng định nó thối hết rồi đó, nhưng mình sẽ đào hết cây bơ này để con xem. Bà con xem nha, mình sẽ đào hết cái gốc bơ này để con kiểm tra. Thì mình khẳng định bộ gốc dưới này sẽ là thối hết. Thì mới moi trên ở trên này bà con chúng ta không kiểm tra kỹ á, bà con kêu ở đây này đâu có bị gì đâu, kiểm tra không thấy gì hết. Nhưng bà con hãy đào ở dưới, đào sâu xuống cho mình 10 đến 20 thôi là con thấy bộ rễ sẽ thối. Này clip mình quay cũng hơi dài nha, thì bà con cứ từ từ mà theo dõi. Thì ở gần cuối clip mình sẽ đưa ra cái biện pháp phòng và khắc phục đối với những cây nhẹ, còn nặng thì chúng ta bỏ, vì nó nặng quá thì thối nhiều quá thì chúng ta bỏ thôi chứ không cứu được nha. Đó là biện pháp mình nói với bà con để bà con chúng ta khắc phục. Thì cái vấn đề gần đây đó là bệnh gây hại trên cây bơ chúng ta rất là nhiều, như là mọt đục cành, xì bọt trắng ra. Cái đó thì mình cũng hướng dẫn bà con mua một số loại thuốc sau. Rồi cái thứ hai nữa là phòng cái bệnh mọt đục cành đó. Đây thì clip mình moi bà con xem nha. Thì đối với những cây bơ chưa bệnh đó, thì bà con cũng moi từ từ nha, để tránh tình trạng va chạm vào bộ rễ chúng ta nha. Chưa bệnh đó, thì bà con đó, bà con mới moi sơ và con đã thấy được cái vết mà thối sơ đó. Thì mình nhắc lại với bà con nha, đối với những cây bơ á, mà chưa bị bệnh hay là mới vàng sơ sơ, bà con kiểm tra, bà con đào nhẹ nhẹ để tránh tình trạng va chạm vào rễ, để đứt một số rễ. Thì cây bơ này á, mình khẳng định là bị thối rồi, thối do nấm hết rồi. Thì mình bà con muốn khắc phục trường hợp này á, thì có ba cái hướng cho bà con để bà con quét thuốc. Thứ nhất là quét thuốc, bà con quét xong á, cái thứ hai là bà con đổ phòng, đổ phòng cái tình trạng này. Thì dùng cái nano đồng bạc, thì tỷ lệ đồng sẽ là 2 đồng 1 bạc, bà con đổ cách nhau 5 đến 7 ngày đổ một lần. Bà con đổ để cho cái lượng thuốc thấm vào, và cái thấm vào để nó tiệt lên những cái nấm đó, để sẽ bớt hoàn toàn bà con. Qua đó bà con xen kẽ quét thuốc có hoạt chất mang cô cho mình nha, thì nó bớt rất là nhanh. Thì nếu mà bị nhẹ thì bà con có thể cạo sơ cái vết vỏ như đó, bà con quét lên luôn rất là nhanh. Khi mà con cạo sơ cái vết vỏ con quét vô thì nó bớt rất là nhanh rồi. Và cái thứ hai nữa là bà con vẫn luôn luôn á là
kiểm tra thăm vườn thường xuyên cho mình nha. Thì mỗi clip mình chỉ hướng dẫn cho bà con được một cái bệnh thôi, thì bà con luôn luôn cập nhật những video hàng ngày để mình quay cho bà con xem. Thì năm nay cũng mưa rất là nhiều, hiện tại bây giờ đã tới tháng 1 dương lịch đó, 2018 mà vẫn có ảnh hưởng cơn bão số 1. Thì các vùng như là ở Buôn Hồ, Đắk Lắk, ở Tây Nguyên nói chung á, thì còn mưa rất là nhiều. Thì vì thế nên bà con có số phương án là phun thuốc chặn đọt cho mình đi, để cho tránh tình trạng mà mưa nhiều là phát đọt non. Khi đó bà con làm bông và đào hoa sẽ tỷ lệ nó sẽ giảm đi, nó không được cao do cái tình trạng mà phát đọt non. Thì một lần nữa bà con cứ xem hết clip, mình sẽ moi hết bộ rễ này kiểm tra bà con xem, và mình thật sự là mình lay gốc này nó khả năng nó cũng không sống được thôi. Thì clip này mình làm để cho con hướng là phòng đi, đừng để nó xảy ra. Khi xảy ra con cứu chúng ta rất là nhiều, tốn nhiều thời gian và chi phí nữa. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh, mình sẽ quay những video hàng ngày cập nhật về những cây bơ trồng, những cái trồng khác nhau để con xem và con có những phương án mà phòng cho mình một cái cây trồng tốt hơn. Xin cảm ơn bà con ạ.